Ôi, mình thử đi đến một cái content của Ben Janet thì nói qua về Ben Janet một chút. Ben Janet là làm cùng phòng tập với cả Pat Davidson, ngày xưa là đệ của Pat Davidson. Hơn một năm nay ông này nổi lên khá nhiều như là một hot Instagram trong tập luyện luôn, tại vì có những cái content nó trực diện và nó khá là gây tranh cãi. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn cái bài này, nó khá mới, cách đây 4 ngày, 13 tháng 2 năm 2023. Thì Ben Janet vào luôn thì có bảo là Good Morning là một cái biến thể cực tệ của cái bài Romanian Deadlift. Thì nói qua một chút là cái Good Morning và Romanian Deadlift ấy, thì chúng ta đều coi đấy là biến thể hipping, nghĩa là tập trung chuyển động ở hông nhiều. Nhưng mà Good Morning nó sẽ khác Romanian Deadlift ở một cái là điểm đặt tạ. Good Morning thường mình sẽ đặt tạ ở phía sau cổ, còn Romanian Deadlift thì mình sẽ đặt tạ cầm một tay. Thì đấy là cái lý do vì sao cái ảnh tiếp theo, cái thằng trai này nó bảo là cái ảnh này là lấy từ trong phim Kung Fu Panda. đi sang cái thứ ba thì ông ấy nói sẽ một số cái điểm mạnh điểm yếu ở Ok, đây. good morning này. Thứ nhất, rất là khó chịu ở cổ. Hai, những cái nhóm cơ được tập là các cơ duỗi cột sống, tức là các cơ chạy dọc vào cột sống của bạn có chức năng là duỗi. Cơ dựng sống lưng. Và thứ ba, vị trí đặt tạ rất không thoải mái cho vai, cho cẳng tay, Cho cổ cho tay. bàn tay. Còn Roman Deadlift sẽ thoải mái hơn cho cổ, cho vai, cho cẳng tay, cho bàn tay, cho cổ tay. Cái quan trọng đây ấy, mà ông này ông ấy nói đến ấy, là cái nhóm cơ tập trung vào ở bài Good Morning thì nó sẽ là cái dựng sống lưng. Còn với Roman Deadlift sẽ là phần mông, đùi sau và cơ khép háng. Anh tập Good Morning bao giờ chưa? Good Morning thì tập rồi, chắc chắn tập rồi, nhưng mà anh không tập nhiều. Thì đúng là thực tế cái bài Good Morning ấy nó đặt rất nhiều cái áp lực lên cái phần lưng dưới, mặc dù là cái thằng đùi sau, thằng mông, thằng khớp háng, thằng cơ háng nhá, nó được tập thật, nhưng mà đúng là thật sự là cái thằng lưng dưới sẽ là một cái giới hạn trong cái bài này. Trải nghiệm đấy nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nếu mà mọi người so sánh ý, vị trí tạ trong chuyển động của Good Morning với cả của Romanian Deadlift ấy, thì rõ ràng khi mà xuống ấy, trong chuyển động Good Morning thì tạ nó sẽ đi về phía trước so với người rất là nhiều. Nó sẽ tăng áp lực lên cả hông nhưng mà nó cũng sẽ đồng thời chuyển nhiều áp lực hơn vào vào lưng dưới và cột sống ấy. Cái Cái đấy đòn dài hơn. cái tay đòn dài hơn đấy. Nó cũng là cái lý do mà thường cái chương trình tập cho khách và cho bản thân anh ấy, anh thường không lựa chọn bài Good Morning. Đầu tiên là cái mức tạ nó sẽ không được nặng. Nếu như mức tạ nặng ấy, nó sẽ xảy ra một số vấn đề ngay. Phần cổ, phần phần Vai. vai giống hệt là bài squat thôi. Nhưng mà cái biên độ chuyển động của nó khó hơn squat rất nhiều. Khó cho vùng vai và cái vùng cổ tay, vùng cổ hơn rất là nhiều. Cái thứ ba là cái thằng lưng dưới. Chắc chắn là cái cảm giác thằng lưng dưới nó phải chịu tải rất là nhiều. Thế nên nếu như cái mục tiêu ở đây ấy, là tập để cho mông, cho đùi sau thì chắc chắn anh sẽ ưu tiên bài Romanian Deadlift hơn. Tả được tốt hơn, vị trí các khớp thoải mái hơn, và nếu như tạ nặng quá thì mình dùng thêm trap. Thì anh đồng ý với quan điểm này của Ben Janet. Tuy nhiên trong cái bài này ấy, Ben cũng nói là ông ấy không nghĩ cái Good Morning là một bài tệ. Tuy nhiên phải đặt vào cái bối cảnh là mình muốn cái gì. Nếu như mình muốn tập lưng dưới thì đây sẽ lựa chọn tốt hơn. Trên thực tế kiểu các vận động viên tập weightlifting tức là tập Lifting chính xác. tập cơ thể họ họ tập rất nhiều các biến thể của Good Morning. Còn nếu như mục tiêu đơn giản là kích thích thằng mông, thằng đùi sau chẳng hạn như anh cần thì đấy, chắc chắn anh chọn Roman đấy đi. Good Morning thì anh sẽ loại ra, có thể tập thì chơi chơi hoặc là anh không tập, bài này khó chịu lắm. Rồi ok, mình chuyển sang cái khác.